tôi và anh đường ai nấy đi. Trinh à, mày cướp vợ tao hả? Giết mày. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý cô bác và đồng đạo gần xa, thì xin thưa cùng quý vị, hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khi chúng ta được giác ngộ cũng như là được tu hành, thì đó là nhờ nơi Đức Thầy đã ra cơ khái hóa để mà chỉ dạy cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm theo. Thì khi mà Đức Thầy ra đời một thời gian thì Đức Thầy đã giáng bóng. Ngài chỉ để lại cho chúng ta một cuốn giáo lý, và từ đó thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nương theo giáo lý mà tu tập. Cho nên người xưa đã từng cho biết là nếu mà người sống 100 tuổi đó quý vị, không có gặp được Phật Pháp thì không bằng chúng ta sống 1 ngày mà được gặp Phật Pháp vậy. Thì hôm nay Mai Duyên Thai chúng ta đã sanh suốt 1 đời trong vùng xứ đạo, đặc biệt là vùng đất An Giang, nơi mà Đức Thầy được sanh ra và lớn lên khai đạo. Vậy thì trước khi vào buổi trao đổi Phật Pháp cũng như để gặp gỡ qua giáo lý của Đức Thầy, thì chúng ta có làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính mời toàn thể quý vị thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, hướng về chân dung, kính lễ Đức Phật. Kính lễ Đức Thầy. Kính thưa thôi và mời tất cả đồng an tọa.
Kính thưa toàn thể quý vị, người xưa đã từng cho biết uống nước thì phải nhớ nguồn và ăn trái thì phải nhớ người trồng cây. Thì hôm nay chúng ta được thừa hưởng giáo lý cao siêu đó thì đương nhiên không thể nào quên được công lao của Đức Thầy. Thế nên cổ nhân đã từng cho biết là ăn hạt gạo thơm phải nhớ ơn cây mạ, mà ăn qua trái quả phải nhớ cả đất trời. Thì hôm nay chính vì nhớ lại công lao của Đức Thầy dài đây mai đó, vì thương xót chúng sanh mà chịu biết bao gian khổ, nên trong những buổi đọc giảng, những buổi thuyết trình, chúng ta phải kính lễ để tưởng nhớ Đức Thầy. Và giờ đây, trước khi gặp gỡ tu sĩ Nguyễn Văn Hường, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nhẹ lòng mình để nghe lại một đoạn trong sấm thi của Đức Thầy, sẽ do hai độc giảng viên cô Thái Thị Nhiễn cùng tu sĩ Nguyễn Văn Lo thành kính diễn âm. Trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Kính thưa cùng cô bác và anh chị em, để tiếp theo chương trình diễn ngâm lại thi văn giáo lý của Đức Thầy, chúng tôi cùng với cô Bảy Thái Thị Nhiễn thành kính diễn ngâm lại bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Kính mời quý vị đồng thưởng thức. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm, dưỡng tâm lành, đừng cho mang nghiệp vọng Phật Pháp Thiền Nam dốc thực hành chớ nhiệm trần hoàng đơm phân son chim bao cuộc thế chẳng thường còn chi bằng nhớ lại câu hồng thề tình ngộ nghe thầy dạy hỡi con hỡi con đời tục rớt khôi tanh trí huệ rồi kim nèo thanh mang kiếp hồng trần xanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất thầy thấy con nay đắm cội trần đường tu lơ làng chẳng ân cần thương thay công quả
muốn bỏ đành gốc thiện nhân, chẳng sớm về nhà lo sám hối cầu trên Phật tổ dạy mê căn. Ắt là hồn trẻ con chi nữa, địa ngục trầm luân cách thường ở tầng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Văn Hường sẽ đến đây gặp gỡ cùng với cô bác trong ngày lễ giỗ hôm nay. Tu sĩ Úc Hường là một tu sĩ được xuất thân từ vùng đất Lăng Thuận, và khi lớn lên thì cũng có thời gian tu tập từ vùng Thốt Nốt, và sau một thời gian tu tập thì Úc Hường cũng trở lại quê nhà, vì người xưa thường nói là quê hương là chùm khế ngọt đó quý vị, thành ra chim bay đi đâu cũng bay về tổ, mà nước đổ đi đâu thì nước cũng phải đổ về nguồn. Vì vậy mà sau thời gian tu tập thì Úc Hường lại trở lại quê nhà, quê xưa cánh cũ, tức là nơi mà Úc Hường đã lớn lên và trưởng thành, để đem sự nghiệp Phật hóa làm cho giáo lý Đức Thầy ngày một thêm lớn mạnh. Thì hôm nay nhân ngày lễ giỗ, mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng vì với tinh thần đoàn kết cũng như là với sự nhiệt huyết của người tín đồ, khi Đức Thầy xa vắng, và Úc Hường cũng cố gắng trở về đây để gặp gỡ cũng như là trao đổi cùng quý vị trong ngày lễ giỗ. Vậy thì giờ đây toàn thể cô bác chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để gặp gỡ tu sĩ Nguyễn Văn Hường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Kim Sơn Phật. Lời nói trước tiên, em cháu xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể quý cô bác anh chị em đang có mặt trong hội trường kính mến. Cách nhau 2 năm rồi mà quý vị mình cũng không quên ha. Thì trong những lần trước, mỗi lần mà Đại Hường đến gặp cô bác anh chị em mình, sau khi niệm Phật xong thì Đại Hường cúi đầu, rồi quý cô bác mình cho một tràng pháo tay để tỏ lên cái sự trân trọng. Và lần này thì cũng vậy, con tưởng đã 2 năm rồi chắc quý vị mình quên. Nhưng mà không quên, vậy là con cũng rất là cảm ơn quý cô bác anh chị em mình đã dành cho con cái sự ưu ái đó. Kính thưa bà Năm là người đại diện ở trong gia đình, kính thưa anh chị Út cũng như tất cả quý anh chị con cháu trong gia đình, kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa các bậc lão thành, kính thưa tất cả quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần cùng láng giềng thân tộc kính mến. Thưa cô bác anh chị em, thì được biết hôm nay tức là cái ngày mùng 1 tháng 11 niên Tân Mão, tức là cái ngày mà gia đình của anh Út có thiết lễ trai phẩm để dâng cúng cho thân phụ. Thì kính thưa quý cô bác anh chị em, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì tất cả mọi người sau khi đã đọc qua giáo lý nhà Phật cũng như qua lời dạy của Đức Thầy thì chúng ta đều biết sở dĩ hôm nay chúng ta có xác thân đây là nhờ ơn cha mẹ đã 9 tháng cưu mang và 3 năm quản dưỡng, cái công ơn rất là lớn lao. Mà trong kinh Phật cho biết là dí có người thăm ăn dốc trả, cõng mẹ cha tất cả 2 giai khắp tu di núi chẳng sai, đến 100.000 kiếp mà ơn kia chưa đền. Vậy muốn đền được công ơn cha mẹ không ngoài gì hơn, tức là khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta hãy cố gắng tu cầu và cố gắng làm những công việc phước đức để hồi hướng cho người thân của mình. Đó là một cái việc làm thiết thực mà hôm nay gia đình của anh chị Út đã thực hiện, chúng tôi thấy cũng rất là trân trọng.
Vậy lời nói trước tiên, chúng tôi xin ca ngợi cái sự hiếu đạo của gia đình. Vậy kính mời các anh chị em chúng ta đồng dành cho gia đình một tràng pháo tay để tỏ lên cái sự tán thán. Và cái lời nói tiếp theo đó là cái tinh thần cao cả của tất cả quý cô bác anh chị em mình. Thì nhận thấy phần đông nơi đây, cô bác chúng ta là những người thâm niên trong cửa đạo, đã có nhiều năm nghiên cứu với giáo lý Đức Thầy cũng như trong cái chương trình tu tập. Nhưng mà hôm nay có cái chương trình trao đổi Phật Pháp thì tất cả quý cô bác anh chị em chúng ta vẫn sẵn lòng để mà ủng hộ, làm cho cái buổi đạo tràng hôm nay rất là trang nghiêm và vô cùng ấm áp. Vậy thì lời nói thứ hai là chúng tôi cũng xin chân thành ca ngợi cái chân tình của tất cả quý cô bác anh chị em chúng ta, cũng là như là cái lòng là ngưỡng mộ Phật Pháp. Vậy quý vị mình cũng cho mình tràng pháo tay. Và bên cạnh đó thì cũng có cái sự đóng góp của tất cả các vị đọc giảng viên từ sớm tới giờ cũng lân lưu đọc lại giáo lý cho cô bác chúng ta nghe gần một tiếng đồng hồ. Thì nãy giờ giảng viên cũng nhận được nhiều tràng pháo tay rồi, giờ có cần cho thêm không quý vị? Thôi cũng cho thêm tràng nữa đi ha. Dạ. Thì đó là một vài lời để chúng ta nhận xét gọn gọn ở trong cái buổi mà trao đổi gặp gỡ hôm nay. Nó đều có một cái lý do thiết thực mà chúng ta mới có thể thực hiện, cũng như gia đình đã không nài cái sự cực khổ, tốn công sức rồi tiền bạc để thiết lập ra cái đám giỗ và đồng thời có cái chương trình là trao đổi Phật Pháp. Thì với cái việc làm này, chúng tôi nghĩ rằng cái người hiện tại sẽ được giác ngộ và cái người qua đời cũng như ông bà cha mẹ sẽ nương vào cái công đức tu tập cũng như cái việc làm hiếu kính của gia đình mà sẽ được giảng sinh cô bác anh chị em. Cho nên cái đoạn cuối ở trong quyển 5 đó, Đức Thầy cho biết sau khi mà cái người con cháu đó biết coi như là trao dồi đức hạnh, biết coi như là hướng về Phật Pháp đó, thì chẳng những có lợi ích cho mình mà còn có lợi ích luôn cho cả ông bà nữa cô bác anh chị. Cho nên Thầy nói làm sao nè: ngôn từ đạo hạnh ý Thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Khi mình làm được cái đó thì sao? Thật tổ cứu quyền nơi chính xuôi, mẹ mãi xa lạnh xa đường. Tức là nếu như chúng ta biết trao dồi tu tập, trao dồi đức hạnh, thì Đức Thầy xác định là thất tổ cử quyền nơi chính suối. Tức là ông bà cha mẹ chúng ta đã qua đời rồi, thì mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, tức là có thể sẽ được ra khỏi lục đạo luân hồi. Đó là nhờ cái công con cháu đã biết tu hành. Cho nên chỗ khác Đức Thầy cho biết là tâm chai hậu tấn ráng tu thân, thất tổ cử quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chai. Ông bà chúng ta rất là mong con cháu trên dương thế này cũng như người còn lại là hãy cố gắng tu tập, thì ông bà sẽ hưởng được cái phước rất là lớn. Cho nên Thầy cho biết là sao bác mình tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mơ phản hồi, và cuối cùng là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thật là quý báu khi chúng ta làm xong bổn phận đối với ông bà cha mẹ, đối với tất cả mọi người, và cuối cùng là chúng ta tu hành để cứu thoát cho bản thân của mình. Đó là điều mà Đức Thầy đã đưa ra để cho tất cả chúng sinh nói chung và tín người Phật giáo Hòa Hảo nói riêng hãy đi theo con đường đó để tu tập, để ích lợi cho ông bà cha mẹ cũng như ích lợi cho tất cả mọi người. Hôm nay Đại Hường xin phép được gửi đến tất cả quý vị mình qua một cái chủ đề được mang bốn chữ như thế này là tỉnh giấc mộng trường. Quý cô bác mình gần đây có được xem cái đề tài nào của Đại Hường mang cái tên này chưa? Chưa phải không? Mấy lần trước thì cũng có xem một vài đề tài phải không? Như hồi 2 năm trước thì cũng tại đám giỗ nhà anh Úc, con có nói cái đề tài là quỷ ma phá rối. Và cũng như ở trên quê hương con thì cũng có, quý vị mình chắc cũng đã được xem một vài cái chủ đề như là chữ đạo hay là tu hành, chữ thành rồi đó. Thì trong cái ngày hôm nay con xin được nói một chủ đề mới, đó là tỉnh giấc mộng trường. Mới là mới với con thôi chứ chưa hẳn mới với quý vị mình. Mới với con là tại vì đây là cái đề tài con mới nói lần đầu. Còn quý vị mình thì có đôi khi chúng ta cũng đã được nghiên cứu, hay là có đôi khi mình cũng đã được nghe ai đó nói rồi, thì cũng chưa hẳn là mới.
Thì bắt đầu đi vào cái chủ đề, chúng ta giải thích cái chủ đề là tỉnh giấc mộng trường là như thế nào cô bác anh chị em. Thì theo cái quan niệm của Đạo Phật á, tất cả chúng sinh sống trên thế gian này, đối với chúng ta thì chúng ta nghĩ cái cuộc sống này là dài, là lâu, phải không quý bác anh chị em? Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật Pháp thì cuộc sống chúng ta rất là ngắn ngủi. Và để minh chứng cho cái điều ngắn ngủi đó thì Đạo Phật gọi là cuộc đời chúng ta giống như là giấc mộng vậy. Ví dụ đôi khi chúng ta nằm mộng á, chúng ta thấy rất là dài, đôi khi cả mấy chục năm. Nhưng mà tới chừng mình thức dậy khoảng chừng nửa tiếng hoặc giả là tiếng đồng hồ, mà trong khi mình nằm mộng mình thấy mấy chục năm vậy đó. Vậy thì hôm nay trong cuộc đời chúng ta đôi khi có người sống tới 100 tuổi, tức là 3 vạn 6 nghìn ngày, 100 năm 3 vạn 6 nghìn ngày. Nhưng mà đôi khi đó, cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của Đức Thầy chúng ta thì chỉ là giấc mộng so với cái nhìn của các ngài. Tại sao vậy? Bởi vì theo trong kinh cho biết đó, một ngày một đêm ở cung trời tứ thiên vương đó là bằng 50 năm ở cõi nhân gian. Chính vì cái sự chênh lệch như vậy mà các bậc bề trên nhìn chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta rất là ngắn ngủi. Cho nên có câu là ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình như giấc mộng thôi, có gì đâu. Và hôm nay đó Đức Thầy chúng ta cho biết, chính vì biết chúng ta sống ở trong mộng đó mà làm sao Đức Thầy xuống đây dạy mình, đem cái giáo lý nhiệm màu tới đây để cho chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được, để chúng ta không còn sống trong cảnh mộng nữa. Cho nên Đức Thầy nói nè, nhiệm màu hạnh đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, tâm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Câu giảng này con đọc có chữ mộng không quý vị? Có phải không? Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng. Tức là Đức Thầy xác định là mọi người, tất cả chúng sinh đều đang ngủ ở trong giấc mộng, mà hôm nay Đức Thầy kêu là chúng ta phải tỉnh đi. Mà không biết giờ trong hội trường mình quý vị mình tỉnh chưa? Không lẽ mấy chục năm nay chưa tỉnh sao? Chứ có chỗ thác thầy than, thầy kêu gọi, thầy nói là sao? Thấy chúng sanh ngủ mãi, ngủ hoài nữa. Đã ngủ mãi thôi đi còn ngủ hoài nữa. Ngủ không thức đó. Rồi thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, bây giờ phải thức mới được, bây giờ gặp đạo rồi phải thức. Để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Thành ra hôm nay nếu như ai gặp giáo lý mà còn không màng đến, không biết hướng theo, là giống như người đó còn đang ngủ đó cô bác anh chị em. Cho nên chỗ khác thầy nói là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo. Thầy suy nghĩ lại cuộc đời này không có hơn cái tuồng mộng ảo. Cuộc truy quan thường giết khách tài qua, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Vậy thì hôm nay tỉnh giấc mộng trường, chữ tỉnh là gì? Chữ tỉnh là không còn mê nữa cô bác. Bữa nay con xin phép viết tự theo chữ Nho một chút nghe. Bữa nay trong hội trường mình chắc cụ đồ nhiều lắm, mà Nho của con thì Nho lượm nha, chứ không phải Nho giường. Ở trong cái chữ Nho đó quý bác, quý anh mình, cái chữ tỉnh thì một bên á là nó có chữ dậu. Chữ dậu có nghĩa là rượu, một bên là chữ tinh. Thành ra cái người nào trong chữ Nho, ta hỏi ý cái người nào mà không còn đắm nhiễm theo rượu nữa đó, thì tạm thời gọi người này hơi tỉnh tỉnh rồi đó. Đó là bên nam nha. Vậy thì tỉnh giấc mộng trường, mộng trường tức là cái giấc mộng dài đó, các bác, cho cái giấc mộng lớn đó. Ví dụ như mình sống ở đây, mình đôi khi mình ngủ mình nằm chiêm bao gọi là giấc mộng nhỏ thôi, còn cái cuộc đời chúng ta là cái giấc mộng lớn. Giấc mộng lớn các bác chưa. Cho nên quý vị mình nhớ lại là khi Đức Thầy ngài mới ra đời giải đạo đó, thì đầu tiên là Đức Thầy phải đi dạo Lục Châu để mà xem căn cơ và trình độ của chúng sinh. Thì lúc đó Đức Thầy có mượn chiếc ghe của Đức Ông đó, các bác anh chị em mình. Ngày xưa Đức Ông có hai cái ghe đó, chiếc ghe 3 bộ, chiếc ghe 6 bộ. Sau khi Đức Thầy mượn mà Đức Ông không có biết, rồi Đức Ông nghĩ là mất rồi, cho nên Đức Thầy mới làm bài thơ gọi là cho Đức Ông mất ghe đó.
và biểu Đức Ông đó đem tới mấy ông thầy nho bàn thử đi. Thì trong đó có đoạn thế này là: Hoàng nhỏ ly gia dị tất nan, bửu sanh du lịch lục châu giang, kim sơn thương mãi toàn lê thứ. Để làm chi? Thức tình bá gia giấc mộng cha. Tức là Đức Thầy đi dạo lục châu dạy đạo để làm chi? Để thức tỉnh mọi người đang ngủ ở trong cái giấc mộng dài. Thì chữ mộng này con xin phép là phân ra cái ý thứ nhất. Cái người nào vào cái thời đó đó cô bác anh chị em, là đất nước Việt Nam chúng ta đang bị người Pháp cai trị, tức là gọi là nô lệ đó. Nhưng mà có nhiều người không biết, cứ dẫn dưng sống nhởn nha, không có bổn phận gì đối với đất nước hết. Cái câu mà Đức Thầy nói là sao nè cô bác anh chị em: sanh đắng nam nhi thì toan sự thế, mà sống làm hiền triết phải nghĩ gồm hai à. Bổn phận người công dân cho đất nước là phải biết hy sinh cho quê hương của mình. Mà có những người không biết hy sinh cho quê hương của mình thì đây là cái người này cũng còn đang ngủ luôn. Cho nên lần nọ con nghe nói câu chuyện bên thầy, có một lần Đức Thầy đang ở tổ đình đi ra, có anh chị em có cái cô này bưng cái xẻ bánh mì đi ngang và rao bánh mì hôm. Lúc đó thầy mới tức cảnh trở vào trong, Đức Thầy viết lên cái bài là bánh mì. Nguyên nhân như thế này: mì kia gốc phải nước mình không, nghe thấy rau mì thốt động lòng, chiếc bánh não nồng mùi khách lạ, bát cơm đau đớn máu cha ông, văn minh những vỏ trưng ba mặt, thấm thía tim gan ứa mấy dòng, nhớ lại 70 năm trở ngược, sai mì lắm kẻ bán non sông. Tức là ở đây Đức Thầy muốn nhắc lại, cái bánh mì này là cái nguồn gốc không phải của người Việt, mà của ai? Của người Pháp đem vào. Rồi Đức Thầy nói sai mì lắm kẻ bán non sông, có nhiều người chạy theo Pháp mà gọi là rước voi về dài mã tổ, quên đi cái bổn phận của mình đối với đất nước. Và cái đoạn cái Đức Thầy viết tiếp theo là: Khải hoàng dân chúng mới nhàn an, dân mạng còn mê giấc mộng tràn, thảm thay thế sự mùi cay đắng, ta hỏi đau lòng khách ngoại bang. Vậy thì trong cái bài này Đức Thầy xác định là dân mãn còn mê giấc mộng tràn. Vậy thì cái người nào mà chưa có ý thức được, chưa ý thức được cái bổn phận của mình đối với đất nước, thì Đức Thầy xác định là người này cũng đang ngủ ở trong giấc mộng. Cho nên các bác, các chú mình, quý cô mình biết á, vào năm 1945 Đức Thầy có sáng tác mấy cái bài gọi đoàn thanh niên hay là gọi đoàn tráng sĩ. Thầy nói là sao? Hãy tỉnh giấc, hãy muôn ngàn tráng sĩ, đừng có ngủ nữa. Hay là chớ có ngủ ly bì trong mộng. Những người mà không ý thức được bổn phận là mấy người này đang ngủ nè. Chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng. Mình không có biết lo cho dân, lo cho cái quê hương của mình, thì cái người này là đang ngủ của bác anh chị. Bởi vì bổn phận của mình đó, trong bài Diệu Pháp Công Minh Đức Thầy nói là sao? Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Bữa nay đồng đạo mình thì thuận tí hành đạo không mà nghe, nhưng mà tại vì ngay cái chủ đề chúng ta phải nói cho nó có trình tự từ thấp tới cao. Các bác anh chị em, cái đó là cái thứ nhất, là chúng ta phải ý thức được cái bổn phận của mình đối với quê hương đất nước. Mà ở trong cái ơn đất nước, Đức Thầy đã dạy rất là rõ rồi, chúng ta phải nỗ lực hy sinh như thế nào đó cho đất nước quê hương của mình. Bờ cõi vững lặng thì thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở quê hương. Đó là cái bổn phận của người công dân đối với đất nước. Vậy thì cái điều thứ nhất là những ai chưa ý thức được vào thời điểm đó đất nước chúng ta đang bị nô lệ, thì Đức Thầy xác định là cái người này đang ngủ ở trong giấc mộng. Đó là cái ý thứ nhất của giấc mộng tràn. Qua cái ý thứ hai, những người nào còn đắm mê trong danh, trong lợi, trong tình, thì những người này Đức Thầy xác định là cũng còn ngủ trong giấc mộng luôn. Câu nào? Hình như trong cái bài mà Lộ Chúc Cơ Quyền sớm có gì nào đọc rồi đó, câu đầu tiên đó của bác anh chị mình:
trần thế lợi danh, giấc mộng trà. Tức là Đức Thầy xác định là ngày nào mà chúng ta còn đắm trong danh lợi là ngày đó chúng ta còn ngủ ở trong cái giấc mộng dài. Ngủ trong giấc mộng dài. Vậy thì chiến này muốn mình thức đó, là đừng có đắm chìm trong danh, trong lợi, trong tình nữa. Tu thì nhiều, cô bác anh chị em rất là nhiều ý, nhưng mà không ngoài cái ý là làm sao mà ngày giờ nào chúng ta rứt được danh, được lợi, được tình là ngày giờ đó chúng ta tự tại rồi cô bác anh chị. Danh là cái gì? Danh là cái tiếng tốt. Mình sống ở trên đời này ai cũng đều thích cái tiếng tốt hết, được thích, được người ta khen, đó gọi là danh. Lợi là chúng ta muốn trong cuộc sống này có nhiều cái lợi sung tốt cuộc sống, mình phải luôn luôn coi như là không bao giờ bị thiếu thốn, muốn gì là được cái nó đó, gọi là lợi. Còn tình là gì? Tình là cái sự yêu thương đắm đuối trong cuộc sống này giữa trai và gái, nam và nữ. Vậy thì ba cái điều này là cái điều cản trở rất lớn đối với nhà tu. Nếu như chúng ta chưa rứt được danh, chưa rứt được lợi, chưa rứt được tình, thì con đường giải thoát của chúng ta rất là còn xa vời lắm. Nói tới đây vậy con cô bác mình còn kẹt trong này không? Quý vị mình ở trong hội trường bữa nay có ai nói tôi rời khỏi rồi không? Chứ con thấy khó à nghe. Bây giờ nói thì phải nói cho tọt. Nếu mà nói theo cái pháp tự tu đó, ngày giờ nào mà chúng ta chưa rời khỏi danh lợi tình là ngày giờ đó chúng ta chưa thể tiến lên con đường giải thoát. Rồi có người nói như vậy, rồi sao có người ta niệm Phật giảng sanh đó, đôi khi người ta cũng còn danh còn lợi còn tình mà ta niệm Phật giảng sanh đó là sao? Cái điều này chúng ta phải nói cho rõ. Sở dĩ mà chúng ta niệm Phật được vãng sanh là bởi vì chúng ta nhờ cái pháp gọi là tha lực, tức là tu theo tịnh độ đó. Bởi vì tu theo tịnh độ thì không cần người này phải hết nghiệp, vẫn còn nghiệp, mà nếu niệm Phật cái giờ phút lâm chung hết lòng tin tưởng thì vẫn được vãng sanh. Còn nói về pháp thiền, cái pháp tự lực là chúng ta phải tự tu làm sao cho mình hết mê thì ngày giờ đó chúng ta mới chứng đạo. Phải không cô bác anh chị em? Đó là tự lực và tha lực, giống như một cái viên cát nhỏ thôi vẫn bị chìm ở dưới sông, mà nếu một khối đá lớn nhờ chiếc ghe chúng ta sẽ có thể chở qua sông được. Vậy thì hôm nay chúng ta sở dĩ mà mình hy vọng được giáng sinh là bởi vì nhờ cái pháp tha lực, nhờ pháp môn tịnh độ đó. Chứ mà thời này mà tu pháp thiền mà tu chừng nào hết mê đó ha, chắc chọn ra không có nhiều quá. Phải không? Thấy tu tu vậy chứ đôi khi danh lợi tình nó còn dính tầm lum hết trơn á. Yeah. À, cô kia mới nói có Iran à. Vậy thì vào cái thời của Phật đó, có anh chị em gọi là Đức Phật thuyết gì, cái pháp môn gì? Pháp môn tự tu tự chứng không à. Cho nên Đức Phật mới nói câu là các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là ngày giờ nào mà chúng ta chưa tự tu được là ngày giờ đó chúng ta còn xa với con đường giải thoát. Cho nên trong quyển tư cũng nói về cái pháp thiền, Đức Thầy nói câu sao? Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Mình mà độ mình không được thì cũng khó mà bước lên con đường giải thoát, tức là Phật không có dắt dìu chúng ta được. Đó là cái pháp tự lực. Nhưng mà cái pháp tha lực thì khác hơn, tức là tuy là chúng ta chưa hoàn toàn trong sạch, chưa hoàn toàn thanh tịnh, vẫn còn đắm nhiễu một đôi điều, nhưng mà nếu chúng ta thành tâm niệm Phật thì vẫn được vãng sinh. Nhưng mà nói vậy chứ mình phải cố gắng à nghe. Chừng nào cái nào ngoài khả năng thì cái chuyện đó không có nói nha. Còn nghe nói vậy nó thôi, vậy tu lai rai thôi. Niệm Phật thì vãng sinh khó lắm. Mình mà tu lai rai đó nghe, mai mốt tới giờ lâm chung đó, cái phước mình kém mà cái nghiệp mình dày đó nghe, bán cho em niệm Phật cũng chưa chắc gì thành tâm à. Để bây giờ phải làm sao gạn lập, tức là mình phải làm chủ được con đường của mình đi. Ra đi sanh tử là phải tự tại. Tới giờ ra đi là phải coi như sắp xếp đâu đó công chuyện cho ổn định là ra đi, chứ không bao giờ có một niệm gì mà sợ chết. Người tu mà chỉ cần có một niệm nào sợ chết là con đường giảng sinh của chúng ta sẽ gặp trong gai khó khăn liền. Giờ còn sợ không quý vị? Vậy hả? Nó dễ gì mà sợ, không biết Đại Hường thì có sợ không, chứ tôi dễ gì sợ. Nghe nói rồi Đại Hường bệnh mấy năm nay không biết có sợ chết không, mà ăn muối mè lum tum hết trơn. Từ 65kg mà còn có 50kg, không biết có sợ chết không. Có nhiều người cũng hỏi con vậy đó cô bác anh chị em.
Nhưng mà thật sự mà nói đó thì không phải là con sợ chết, nhưng mà con chưa muốn chết sớm. Không phải muốn chết sớm là sao? Tại vì nghĩ mình còn sống ở đây á thì mình còn làm được nhiều việc. Giống như câu chuyện bên thầy mà Đức Thầy nó tu quanh tu tắc đó cô bác, câu chuyện mà ông Ba Ngài giống hay quê đó. Còn thân xác đây thì chúng ta còn làm được nhiều công chuyện, nhiều phước đức. Mà mất cái xác này rồi thì khó tu lắm. Cho nên nó nào nghe con không có sợ chết, mà tại con chưa muốn chết sớm. Mà lỡ có đi sớm thì cũng chịu luôn. Chứ làm sao vậy? Nhưng mà còn khả năng thì mình cứ trị bệnh, cứ giống như câu người xưa nó tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình cứ trị bệnh đi, rồi mai mốt mà cái bệnh mình tới số chết rồi đó, Phật cứu không được nữa, thì lúc đó mình hãy ra đi. Giống như cái người cứ nói tại cái số tôi nghèo, mình không làm ăn sao biết mình nghèo, cứ làm ăn đi. Rồi 2-3 năm mà 5-10 năm mà mình vẫn nghèo, cái đó là tại cái số, chứ không phải cái gì mình cũng đổ cho cái số được hết. Thành ra mình niệm Phật nhưng mà cũng phải trị bệnh. Đức Thầy có dạy đó là lo thuốc thang khẩn giá Phật trời, không có cấm chúng ta cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không có khởi lên cái niệm sạch chứ. Mình nếu như sống được thì làm việc phước. Tại vì có khi mình nghĩ á, cái nhìn của người thế gian người ta không có thấu đáo. Ví dụ như Đại Hường còn trẻ gì đi, mà tự nhiên đang đi nói đạo về cái, có nhiều cô bác anh chị em cũng trông cho mình được đi nói đạo lâu hơn, cái tự nhiên ngẫm mà. Rồi số người ta không tu nữa đó, tu nhưng đạo hượng và chết sớm rồi đó. Tại vì người ta không có nhìn giống như cái người tu mình nhìn cho thấu đáo. Tại vì sống chết là có nguyên nhân hết. Sở dĩ mà Đại Hường bệnh hoạn, hay tí dụ Đại Hường chết sớm sao đó, là tại vì cái tiền kiếp mình sát sinh nhiều. Nhưng mà ta đâu có nhìn tới như vậy đâu, đâu có nhìn tới như vậy. Thành ra đó là cái điều không hay cho Phật Pháp. Cho nên con không muốn chết sớm là vậy đó. Vậy thôi bây giờ trở lại, tức là hôm nay trong cái bước đường tu hành, nếu như ngày giờ nào mà tất cả chúng sinh chưa rời khỏi danh lợi tình, là chúng ta còn sống ở trong mộng. Tức là chúng ta còn sống ở trong cái giấc mộng dài. Thôi bây giờ nói tới cái mộng này, con xin kể cô bác mình nghe câu chuyện mộng gọn để chúng ta làm rõ cái chủ đề nha. Tức là cái câu chuyện nói về một vị sa di này mà nằm mộng đó cô bác. Cái vị sa di này tên là Tăng Hộ đó. Tức là cái vị sa di này lúc mà còn nhỏ đó, là cha mẹ đã qua đời sống với người cậu. Sau khi lớn lên thì người cậu là một nhà tu rất là chân chính, thì vị sa di này cũng xuất gia tu theo cậu của mình. Và tình thương cha mẹ không có, sa di này dành hết cái tình thương cho cậu mình hàng ngày, đó là chăm sóc cho cậu mình, tức là thầy mình đó, vừa là cậu mà vừa là thầy đó, rồi sống trong cái cuộc sống đạo đức. Thì bữa nọ đó, cái chú sa di này mới được cái người thí chủ đó là cúng dường cho một sách vải để mà mai y để mà mặc. Thì rất là mừng, tại vì từ trước tới nay chưa có người nào quan tâm tới mình vậy hết. Cái vị sa di này được cái món quà quý, cái người đầu tiên mà vị sa di này nghĩ tới là cậu của mình. Vị sa di mới nói, cậu ơi cậu, con được cái người thí chủ đó cúng cho con sắp giải, nhưng mà con nghĩ giải này rất là quý, con mặc thì không có xứng, thôi giờ con xin phép nhường cái sắp giải này cho cậu được không cậu? Cái vị thì kheo này nói, thôi người ta cúng cho con thì con nhận, con mặc đi. Mà cậu không có nhận. Cái vị sa di này bị khước từ vậy cái buồn. Có không cô bác anh chị em, ở đời mà mình tốt với ai mà người ta khước từ cái mình dễ buồn, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta tập thêm chút xíu nữa nghe, là mình tốt với người khác mà lỡ người khác không nghĩ tới thì thôi, đừng có buồn, cái đó cũng là một cái tu đó. Hoặc giả ở đời mà mình quan tâm tới ai, cái muốn người ta phải quan tâm lại mình kỳ đó. Mình lo cho ai chút xíu vậy, cái người khác hay lơ là với mình là tự nhiên mình thôi đi, mai mốt tôi không có lo nữa rồi. Tức là cái tâm ích kỷ chúng ta nó khởi lên. Nhưng mà với cái nhìn của Đạo Phật là không nên có cái tâm này. Mình lo cho người khác là bổn phận của mình, người ta có đáp lại hay không là cái bổn phận của người ta. Giống như thầy đó xuống thế gian này giải đạo, thầy cũng đâu mong gì đâu, muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cao. Chứ thầy mà cái tâm giống như chúng sinh mình, chắc thầy bỏ về Tây Phương rồi. Xuống đây giải đạo mà có nhiều người còn không biết ơn nữa, còn quán trách nữa, cô bác anh chị em còn không tin nữa, còn nói gần nói xa đủ thứ hết trơn. Vậy thì chúng ta phải tạp được cái tâm này thì chúng ta mới có thể đồng với Phật, đồng với Bồ Tát. Bây giờ đang tạp thôi chứ đồng sao đồng được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta tập. Thì lúc này đó, cái vị sa di mới thui thủi buồn, nghĩ là mình sống ở đâu nơi đây, đó là cậu mình là cái người thân duy nhất, mà giờ hình như cậu mình không có quan tâm tới mình, thôi giờ mình không có tu nữa, buồn cái nghĩ tu rồi. Giống như câu thầy nói, sợ nhiều kẻ dạ buồn mà đổi chí vậy đó. Đồng đạo mình tu mà lâu lâu mà không gặp nhau mà nói chuyện kiểu này ở nhà thui thủi đó ha, là có khi buồn cũng ngã nữa cô bác. Dạ, buồn là thối chí, tại vì mình chưa cái hành đạo của mình chưa có sâu sắc,
chưa có thể sống một mình được, cho nên cần phải sao? Phải nương với nhau mà sống. Giống như ngày xưa Đức Thầy đi phía Nam đó, gặp đàn vịt đi, cái có con nó bị bệnh, cái Thầy chăm sóc nó xong rồi cái nó tỉnh táo, nó đi theo bầy, cái Thầy nói là vịt phải nhờ bầy mới sống. Thì hôm nay đồng đạo chúng ta cũng phải nương với nhau mà sống, chứ không thể sống lẻ loi được. Còn chừng nào người nào sống lẻ loi là người đó tu phải rất là siêu mới có thể sống một mình mà không bị buồn. Trong hội trường mình bữa nay có ai sống mình mà không bị buồn không? Được như vậy rất là quý nha. Phải ráng làm sao mà tu đạt cái trình độ đó đó. À, có bạn cũng được mà không có cũng được luôn. Chứ nhiều khi không có bạn cái phải đi kiếm bạn đang mà tâm sự. Chứ mình buồn lắm. Thì lúc này cái vị sa di này đó, các bác anh chị em mới buồn đó, thôi giờ đó là mình không có tu nữa. Thì vị sa di này lúc này cũng mười mấy 20 tuổi rồi, cũng cái tuổi gọi là cái tuổi trưởng thành rồi. Thì mới nói như thế này thôi, giờ mình không tu, mình ra đời mình làm gì? Người ta ra đời người ta phải xây cơ lập nghiệp, mình có tài sản gì đâu. Ừ, phải rồi, mình mới được người ta cúng cho sắp giải. Bây giờ làm gì, bắt đầu tính nghe. Mà lúc đó đang đứng hầu quạt ông thầy á, mà bắt đầu tính rồi đó. Đang quạt mà trong tư tưởng tính rồi đó. Giống như đồng đạo mình vậy đó, đang ngồi niệm Phật mà bắt đầu tính rồi đó. Ví dụ như bữa nay mà đi đám nhà anh Út, cái ngày qua ngồi niệm Phật mà cũng tính nữa. Nó không biết bữa nay lại đám rồi sao, không biết đi chừng nào về nữa đây, thấy không? Gặp bà hai nói chuyện sao, gặp ông ba sao tính ta tùm lum chứ. À, thì cái đó là chúng ta cũng tính nữa. Hay hoặc giả là sống ở trong gia đình, chúng ta cũng bị cái vọng tâm nó chi phối chúng ta hàng ngày. À, rất là nhiều việc để chúng ta bị nó chi phối. Thì lúc này đó là vị sa di cũng tính, của bác em nói bây giờ bán sắp giải cái mình làm gì. Thôi đầu tiên sắp giải là tiền ít thôi, mình mua một số gà mình nuôi. Nuôi một số gà này xong cái mình bán gà mua gì. Lúc này mình bán gà xong cái mình có tiền nhiều rồi, mình mới mua một con lớn hơn, tức là mua một con bò. Ở tính lên rồi mua một con bò nuôi xong cái mình bán bò có tiền nhiều rồi. Làm gì? Lúc này mình cũng lớn rồi, thôi giờ mình chọn bạn trăm năm, lựa cái cô nào dễ thương mà lập gia đình. Tính là nãy giờ là đi quá xa rồi đó. Lập gia đình xong cái sao được 2 năm sau cái mình sanh được đứa con thằng tí quá dễ thương. Nhưng mà thôi giờ không, lâu quá mình không đi thăm thầy, mình làm gì, thôi giờ mình dẫn vợ con mình đi tới thăm ông thầy. Cái đi trên đường đi cái anh ta ẵm đứa con thấy nó mỏi tay quá, mà nãy giờ chưa có hết nghe, mới tính rồi nghe. Cái giao cho bà vợ ẵm, cái bà vợ bà sơ ý bà đi sao dắt chân té làm đứa nhỏ khóc. Anh ta nói thiệt là con vợ này hư thiệt, chỉ có ẵm đứa nhỏ mà cũng làm không xong nữa. Giận quá giận, anh ta khổ bà vợ, cầm cái cây khổ bà vợ. Mà lúc đó anh ta đang cầm cái quạt quạt ông thầy gì nè, khổ bà vợ mà không nghe gì mà nghe cái cốc, tức là khổ trúng cái đầu chọc của ông thầy. Lúc đó ông thầy nói, này tăng hộ ơi, con khổ không có trúng bà vợ con đâu mà trúng cái đầu chọc của thầy, nó kêu cái cốc rồi. Thì lúc đó tăng hộ mới giật mình. Giật mình là nãy giờ, sớm giờ rất lâu là mình chỉ nằm mộng chứ chưa có gì hết. Nằm mộng. Cũng như gần đây của bác anh chị em mình xem được một vài cái cuộn đĩa mà ở bên Phật giáo Thống Nhất các vị sư người ta sáng tác lên cái đề tài, tức là cái câu chuyện về tỉnh mộng đó.